Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ván game này nó là cái ván game quyết định tôi lên rank queen. Đấy, và nếu mà cái ván này mà tôi được top 1 thì tôi sẽ lên rank queen. Và không chỉ là lên rank queen, mà nếu cái trận đấu này tôi đạt top 1 thì tôi sẽ giành luôn cái vị trí top 1 Việt Nam luôn nha anh em nhá. Một cái trận đấu mà cái tính chất của trận đấu nó vô cùng căng thẳng, khi mà tất cả những cái người chơi ở trong cái trận đấu này đều ở trong top 100 thế giới. Đấy, và cái thứ hai là gì? Là cái áp lực ở ngoài trận đấu, khi mà trận đấu này phải đạt mục tiêu là chiến thắng để lên rank queen cũng như là lên top 1 Việt Nam. Đấy, thì nó rất là áp lực ở trong trận đấu này, nó thật với anh em là như thế. Thế nên là tôi sẽ chọn một cái bài nào đấy mà nó thật sự là nó phải thông thạo. Thông thạo là một, thứ hai là nó phải hợp meta, nó phải đủ mạnh để giành chiến thắng. Đấy, chứ còn nếu mà thông thạo nhưng mà không hợp meta ấy, thì nó cũng sẽ khó để có thể được top 1 ở trong cái trận đấu này anh em nhá. Nên là phải cố gắng. Và cũng phải xin chia sẻ với anh em là cái hành trình lên queen ấy, đầu mùa nó thực sự nó rất là gắt, nó rất là khó khăn. Toàn gặp top của thế giới thôi. Ôi, từ từ nhá. Dominator này. Dominator. Chuyện này đang định chơi gót đỏ mà ra Dominator có cái quay xe. Tại sao nó lại là gót đỏ? Thực ra đấy nó là cái phân tích về mặt chiến thuật ở trong game thôi. Chiến thuật ở trong cái bộ truyền thuyết này, nhìn cái bộ truyền thuyết thì anh em sẽ thấy là sẽ có những cái người chơi mết, vì là cái bộ mết nó rất khỏe với 3 con mết 5 đô. Thì chơi gót đỏ ấy, nó sẽ có con du, nó sẽ counter được. Đấy, cái thứ hai là gì? Có bộ Egosit là sẽ có người chơi, đó là cái bộ đang meta. Ngoài ra có 2 con 5 đô ở trong bộ Egosit. Chính vì thế nên là cũng sẽ có rất là nhiều người chọn Egosit ở trong trận đấu này. Nhất là đây là những cái tên quá quen thuộc rồi. Khi mà tôi leo rank top, top rank ấy, thì tôi gặp những cái tên này nó quá là quen rồi. Như là ông dễ thắng ấy kìa. Thì tôi đảm bảo với anh em luôn là chơi Egosit thôi. Tôi gặp hai trận đều chơi Egosit thì trận này nó cũng sẽ không phải là ngoại lệ đâu. Nó sẽ là Egosit. Đấy, mà tại sao lại là chơi gót đỏ đánh với Egosit? Thì nó là như thế này. Gót đỏ thực ra là nó hòa kèo với Egosit, nó không phải là kèo dưới. Đấy, nhưng mà chúng ta lại có thể chuyển sang là Saman để có thể counter. Đó nên là tôi chơi gót đỏ nó dễ cho cái việc là chơi đánh với cả Egosit hơn anh em nhá. Tức là chúng ta có thể counter vào mid và Egosit rồi. Đó. Về lý thuyết thì là như thế. Khi mà phân tích bảng bật lên thì chọn gót đỏ là con đường an toàn của tôi. Nhưng mà nếu mà ra Dominator này và ra cái con Phong Vũ ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang chơi Gladiator. Đây là một trong những cái bộ rất thông thạo của tôi. Đấy, và đây nó cũng là một trong những cái lineup mà đang rất hợp meta nha anh em nhá. Hợp meta, hợp rank. Chúng ta có thể sử dụng Gladiator trong trận đấu này cũng được. Đấy. Gladiator thì nó vẫn sợ một vài bộ, như là cái bộ mết ấy là khá sợ. Khi mà chúng ta không có cầu vực thẳm thì chúng ta rất sợ mết đấy nhá. Đấy, chọn lựa chọn ở trận đấu này thì nó không phải là 10 điểm đâu, nhưng mà chúng ta có thể về cái bộ này, là một trong những cái bộ ở trong meta này đang được đánh giá cao là một này. Thứ hai là gì? Thứ hai là tôi cũng khá là thông thạo bộ này, có thể chơi được. Thực ra khi mà tôi leo rank top ấy, có rất nhiều những cái trận đấu mà ở trong tâm ấy, ở trong tư tưởng của tôi ấy, nó luôn không thoát được cái việc là làm content để phục vụ anh em. Đấy là nhiều khi là ra con này con kia ấy, đâm ra là mình lại chuyển theo. Mình lại bảo à cái con này là có thể làm cái content này hay này. Đấy là tôi lại chuyển sang cái bộ đấy để tôi làm content. Nhưng mà nó lại không được top 1. Đấy, chính vì thế nên là nó đang hơi bị cuốn vào cái đấy, nó đang hơi bị sa đà vào cái việc làm content. Do mình không thoát ra được, là trận này cố gắng là luôn là phải nhắc nhở là phải thoát ra khỏi cái làm content để leo rank top server nha anh em nhá. Đấy, phải thoát được cái làm content thì mới leo được top. Còn nếu mà mình cứ kiểu mình múa quá ấy, thì đâm ra là mình không lên được top đâu. Mình cứ làm content là mình sẽ bị múa, mình bị cuốn theo. Nên tốt nhất là mình phải nhắc nhở đấy, chính bản thân mình, chính bản thân tôi ở trong cái con game này là liên tục phải nhắc nhở. Chúng ta sẽ bám theo cái bộ đấy thôi nha anh em nhá. Rồi, bỏ mấy con này đi. Sẽ không làm content. Đấy. Mấy trận trước là tôi tự nhiên tôi ra một cái con Dominator 3 sao các thứ, là tôi lại xoay sang chơi kiểu content gót Dominator thứ, đâm ra là bị toang. Đấy, hay là ra mèo lại ra heo, lại chơi mèo heo gấu, xong rồi lại Insectoid ở trong cái trận đấu thì rõ ràng là rất khó để có thể chơi. Khó lắm anh em ạ. Nên nhớ là những đối thủ của chúng ta ở thời điểm hiện tại nó toàn là top server thôi.
Đấy, toàn là những cái người mà cực kỳ nắm rõ meta và cực kỳ thông thạo cái bộ mà người ta đang chơi. Thông thạo lắm, kể cả về cái đội hình của người ta xây dựng, lẫn cái cách xây dựng đội hình, làm nào để đầu game đỡ mất máu này, làm nào để xây dựng chuyển bài một cách lượt là nhất, thì họ đều rất thông thạo rồi. Đó, nên là cái trận đấu này vô cùng khó khăn và kịch tính luôn. Đấy, phải nói thật với anh em là không khác gì là tôi đối đầu với cả 7 ông Tuấn Cơm còn lại. Phải nói là thực sự là quá khắc nghiệt luôn anh em ạ. Khắc nghiệt về những cái người chơi ở trong con game, cực kỳ căng thẳng. Ok, xem lấy đồ nào. Không lấy được cái đồ gì cả. Mấy cái đồ này không ngon lắm anh em ạ. Ui rồi ôi, chán thế nhở. Chơi cái bộ này thì cái giáp xoay nó lại không ngon. Nếu mà nó là cái búa xét thì là ngon nhất. Đấy, nhưng mà nó lại không phải là cái búa xét. Những người chơi rất khắc nghiệt. Khắc nghiệt từ phía người chơi là một này. Khắc nghiệt từ phía gì nữa? Khắc nghiệt từ cái việc là trận đấu ở top rank ấy, thì kết thúc trận đấu nếu mà chúng ta được top 1 ấy, chúng ta chỉ được cộng mười mấy điểm thôi anh em ạ. Dã man. Tôi chưa kể cho anh em cái đấy đúng không? Được cộng ít điểm lắm anh em ạ. Ui, lên được Senbo 2 sao này. Lên 7. Giữ chuôi cái đã. Top server là gì? Top server là khi anh em file game ấy, anh em mất khoảng 7 đến 10 phút mới tìm ra là một cái trận đấu ghép cặp. Đấy, và khi anh em ghép cặp, anh em vào anh em nhìn thấy toàn những cái tên quen thuộc thôi. Toàn những cái tên. Nói chung là nhẵn mặt luôn. Vừa gặp trận trước và gặp trận này luôn mà. Đấy, nó sẽ không có gặp nhiều những cái đối thủ khác nhau đâu. Sẽ toàn là những cái đối thủ mà chúng ta gặp đi gặp lại ở trong những cái trận đấu quen thuộc rồi. Đấy, và cái thứ ba là gì? Là cái việc cộng điểm. Một cái trận đấu anh em được top 1, anh em chỉ được cộng khoảng 12 đến 18 điểm cho một cái top 1. Đấy là chưa tính đến cái việc là có những cái trận đấu top 1 gặp những cái đối thủ mà nhẹ ký hơn thì nó chỉ còn cộng khoảng 6 điểm thôi. Đấy, có những cái trận đấu như thế. Và khi mà anh em không được top 3, top 4 thôi. Anh em chỉ cần top 4 thôi là anh em đã bị trừ đi 30 điểm rồi. Nó căng thẳng đến cái mức độ như thế. Chỉ cần một cái sẩy chân top 4 thôi là đã bị trừ 30 điểm. 30 điểm đấy anh em ạ. À, anh em không nghe nhầm đâu. Nó là 30 điểm. Đấy, top 4 đấy nhá. Không phải top 8 đâu. Còn top 8 thì là 50 điểm. Đó, kể sơ sơ qua như thế thôi. Để anh em biết là nó vô cùng là xương sẩu và khó nhằn. Thế nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đánh từng ly từng tí một luôn. Đấy. Phân tích trận đấu này rồi chuyển bài các thứ là nó phải cực kỳ cẩn thận nhé anh em nhé. Để xem là chuyển sang cái gì. Vớ vẩn chuyển nó sẽ xuống hố ấy, khi mà đối thủ chuẩn bị sẵn để chuyển bài counter chúng ta rồi. Phải hết sức cẩn thận. Rồi, cắt được chuỗi không? Cắt được cái chuỗi này không? Đối thủ chưa up cấp, khả năng là vẫn cắt được. Khả năng là vẫn cắt được. Ok bạn ơi, xin nhá. Rồi, khởi đầu thuận lợi đấy. Berserker này, con này sẽ thay cho con cung đen. Con này sẽ sử dụng được cái mặt lạ điên anh em nhá. À, nhưng mà từ từ đã. Nếu mà thế thì lại ba warrior chưa được. Hay là bỏ con ách ra nhỉ? Bỏ con ách ra vẫn được. Thôi con ách này bây giờ yếu rồi. Như này đi. Thêm hồi máu. Ở dàn phía trên hơi mỏng nên là tôi cho thêm một cái con hồi máu vào trên, lên trên. Để có thể là tăng khả năng chống chịu ở phía trên. Ui dồi ôi, Winnie đánh ngu thế nhỉ, bắn cái kiểu gì. Bắn tên ra chỗ không người ạ. Thề. Ra 15 rồi đấy, giữ chuôi là ra 15. Quá tuyệt vời. Trận này chơi cái bộ Greater anh em ạ. Thì chúng ta ít nhất là sẽ phải có hai con Aegis ở trong đội hình anh em nhá. Đấy, có thể là bất cứ con nào. Bởi vì là chúng ta sẽ đối đầu với Aegis, chúng ta cần hai cái con Aegis có một cái lượng máu lớn để có thể làm tăng cơ. Thì tôi chọn ở đây nó là cái con Dartlet và thêm một con nữa thì tùy. Chúng ta sẽ có là con có thể là cái con Aegis Warlock, là con Zipper này. Hoặc là có thể
Nó sẽ là một trong hai con 5 đô anh em nhá. Rất là hay đấy. Con kiếm hồn ở trong cái bộ này rất hay. Nó hóa bóng ra ấy, nó sẽ khiến cho đối thủ nó sẽ bị quấy nhiễu, giúp cho chúng ta câu kéo nhiều thời gian hơn. Đấy, và con Lick cũng là một trong những cái con hay khi mà chúng ta có khả năng là dồn sát thương phép. Đấy, nó có khả năng tung phép. Ngoài đam vật lý ra, chúng ta sẽ có những cái loại đam khác, đam hỗn hợp sử dụng là đam chuẩn và đam phép thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bị counter quá nhiều bởi những cái đơn vị giáp to anh em nhé. Lấy cái giáp ma này được này. Nhưng mà chưa có búa xét, chưa có búa xét anh em ạ. Thôi, chắc là tôi random kiếm cái búa xét đã. Ui rồi ui. Đùa. Hai cái giáp xoay ạ. Thề. Cái giáp xoay này thì nó không stack anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ phải để ở trên người hai con khác nhau. Chúng ta sẽ không để cùng một con để nó xoay nhiều hơn được đâu. Thôi roll thôi anh em ạ. Đội hình yếu á. Phải roll để form đội hình mạnh thì mới giữ được chuỗi. Velomancer. không được, không được, không được, không được. Dính Warlock. Dính Warlock, dính Warlock, dính Warlock. Từ từ đã. Đội hình này bây giờ là không giữ chuỗi đâu anh em nhá. Chúng ta sẽ phải roll đấy. Sắp mất chuỗi rồi anh em ạ. Không roll là mất chuỗi. Tham minh nó phải chuẩn. À đây rồi, phong vũ 2 sao thì nó lại yên tâm. Phong vũ 2 sao thì yên tâm rồi đấy. Thôi, nếu mà lên được 2 sao rồi thì thôi, đồ ok rồi. Tạm thời có thể dừng lại nhá anh em nhá. Tạm thời có thể dừng lại. Hay là chuyển sang Warlock không nhỉ? Có nên chuyển sang Warlock không? Warlock Kira, Warlock Kira. Và thôi, không phải làm content đâu. Đấy, phải luôn nhắc nhở là chúng ta không làm content nha anh em nhá. Không, 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 không chuyển linh tinh, không chuyển linh tinh. Cứ creator mà phang thôi anh em ạ. Nick này. Ok, vậy là chúng ta sẽ chơi con 5 đô. Bỏ cái này đi, zipper thôi bỏ. Vậy là trong đội hình của chúng ta sẽ chỉ có một con hồi màu thôi. Nó là cái con đắt led. Trận này tôi sẽ không chơi Agali. Và tôi cũng sẽ không chơi con zipper để hồi máu. Hy vọng là sẽ giữ chuỗi được sau round 20. Ok. Exit nhiều lắm anh em ạ. Nhiều người chơi luôn. Đấy, anh em thấy tôi là đúng không? Cái ông này gặp mấy lần rồi, toàn chơi Exit thôi anh em ạ. Tí mất chuỗi, may roll ra được cái con phong vũ 2 sao á. Nhưng mà sớm muộn gì cũng mất chuỗi cho thằng Exit đấy anh em ạ. Cái bộ này ở giai đoạn giữa game hơi sợ. Sợ bộ Exit cho đến khi chúng ta lên được hai con Dominator 2 sao. Thì lúc đấy chúng ta mới có cửa ăn được Exit ở cái level 9 anh em nhá. Còn 9 Exit ở level 9 thì cái bộ này nó không có cửa đâu. Bây giờ chúng ta ăn được bởi vì chưa lên 9 thôi. Đối thủ chưa lên 9. Còn lên 9 thì chúng ta thua. Rồi này tôi quyết định là giữ 50 tiền anh em nhá. Mất chuỗi thì thôi, để có tiền đấy mà roll. Chúng ta cần phải form full 2 sao cái đã rồi tính sau. Rồi gặp thằng Eco anh em ạ. Thằng này Eco chơi Mage Shaman này. Vậy là chúng ta trận này cũng có khá đa dạng đấy. Tôi thấy có cả Assassin, có cả Exit, có cả Shaman luôn. Shaman thì nó là điều tất yếu thôi. Bởi vì chơi Eco mà thấy có nhiều người chơi Exit thì họ sẽ chọn cái con đường là Shaman. Nó là bình thường để counter và Exit. Ok. Rồi. Chúng ta giữ chuỗi tận ra 20 anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đây là, nó là một cái khởi đầu đẹp. Có thể chúng ta sẽ kết thúc cái trận đấu này trong viên mãn ấy.
Khả năng là tôi sẽ lên 9 anh em ạ. Lên 9 kẹp thêm một cái con gấu vào. Lên 9 kẹp gấu vào. Lên 9 sớm để làm gì? Để kiếm cái con tôi sẽ kiếm cái con Light Spirit. Nếu mà ra Light Spirit thì chúng ta sẽ thay cho con Dallas anh em nhá. Thay vị trí của Dallas ở trong đội hình này. The Saw này, up 9 cho The Saw vào. Không những là up 9 ấy mà chúng ta sẽ phải roll luôn anh em ạ. Ok. Có lẽ tôi sẽ xả tiền luôn anh em nhá. Xả tiền luôn. Đội hình chưa đủ mạnh đâu. Đây rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu anh em ạ. Một roll nữa đi. Ui, trứng nhiều nha. Giáp thép. Ok, tạm thời thì đã. Hết tiền rồi đấy. Xả hết tiền luôn á. Hy vọng là dư chuỗi này. Bọn nó toàn ôm 50 tiền thế kia mà tôi xả hết tiền rồi mà tôi không dư chuỗi này thì thôi đấy. Hy vọng là không gặp cái thằng dễ thắng kia. Thằng dễ thắng gặp là thua nhá. Gặp thua luôn đấy. Lên 9 là có đủ 9 Eagle Seed kẹp với cả 3 Hunter rồi, khỏe lắm. Cái tầm này không ăn được đâu. Tầm này tôi phải full 2 sao tôi may ra mới ăn được. Cái vấn đề là cái con Dominator của tôi nó vẫn 1 sao ấy. Đấy, vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Nên là nó không úp lồng được. Rồi, chúng ta gặp nhà gì đây? 9 Sin, ốc 3. 9 Assassin anh em ạ. Vẫn ăn được. Vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Hay quá. Chuyện này đa dạng thật đấy. Đúng là đánh ở top server khác. Người ta chơi rất nhiều đội hình khác nhau anh em ạ. Chắc là tôi phải roll tiếp. Tầm này chưa ăn thua đâu anh em ạ. Chưa ăn thua đâu, mất chuỗi đấy. Không ra gì luôn này. Cay nhờ. Ui giời ơi. Có lên mua con Squire không? Squire này nhiều khi nó bóp đấy. Chơi về cái gì chơi mà chơi về Exit thì Squire nhiều khi nó lại bóp anh em ạ. Thôi, tôi nghĩ là không chơi. Mất chuỗi rồi. Ra này mất rồi. Đèn. Gặp nhà này chịu thôi. À, nhà này nó đổi đồ cam rồi và đổi được cái vương miệng. 9 phe giờ, nhìn là biết là thua mà. Không cần phải biết kết quả trận đấu luôn. Chỉ cần nhìn đối thủ thôi là biết ngay là round này mất chuỗi nha anh em nhá. Đấy, thông thạo 10 là thế. Nhìn đối thủ là biết ngay. Rồi, thế là chúng ta chính thức mất chuỗi. Bây giờ mới lên được 2 sao ạ. Nhưng mà thực ra nếu mà có lên 2 sao ở round trước ấy thì chúng ta cũng mất chuỗi thôi. Gặp cái thằng khác thì còn có cửa, chứ gặp cái thằng 9 phe giờ thì bây giờ chưa có cửa đâu. Nếu mà muốn ăn được 9 phe giờ thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có gậy như ý. Ngoài ra thì còn có thêm một cái món nữa là cái món ánh mắt AZ ấy. Đấy, thì mới chắc chắn là ăn được cái bộ 9 phe giờ. Còn nhiều khi bộ có gậy như ý cũng chưa chắc đã ăn được cái bộ đấy đâu. Anh em ạ, bộ của tôi mà có gậy như ý thì nó vẫn bị counter. Đây rồi. Thua tiếp. Bắt đầu đánh chuỗi thua rồi đấy anh em ạ. Dã man. Dã man thật sự. Bắt đầu đánh chuỗi thua rồi đấy. Anh em có biết không, kể cả cái con phong vu lên 3 sao chưa chắc ăn được cái nhà này đâu, chứ đừng nói là 2 sao. Mà thua mất ít máu được rồi. Để những cái nhà khác nó đẩy cái nhà này. Nhà Saman chả, nhà Saman nó sẽ đấm được cái nhà Exit anh em nhá. Bây giờ chúng ta lo là chúng ta lo giữ máu thôi. Chứ còn tầm này có thể là sẽ thua hết đấy. Bắt đầu sang cái giai đoạn giữa game này là tôi bắt đầu thua rồi anh em ạ. Cái quả tôi xả nhiều tiền quá, bây giờ tôi hết sạch tiền luôn, không còn tiền nữa rồi. Nên là bây giờ bắt đầu là chúng ta sẽ đốt máu anh em nhá. Chúng ta sẽ mất máu dần dần. Đổi món đồ cam đầu tiên này.
Đợi chút. Để tôi tính thế nào. Bây giờ đổi đồ cao ấy thì ok, chúng ta sẽ đổi để kiếm một cái món đồ như là cái hút máu chả. Không có. Lấy giáp xương không nhỉ? Chỗ này sợ có Witcher. Witcher Assassin. Có Witcher Assassin có chơi giáp xương không? Hiện tại chưa có ai chuyển về cái bộ đấy, đang là 9 xin. Thôi cứ lấy giáp xương tạm giữ máu anh em nhé. Lấy tạm giữ máu đấy. Ok. Ok. Cho tới thời điểm hiện tại lấy giáp xương vẫn rất là ok. Còn late game thì khả năng là gặp cái bộ 9 xin kia ấy, nó sẽ chuyển về cái bộ Witcher khi mà nó lên được 10. Anh em thấy là nó đánh ở trong cái trận đấu này có hai thằng chơi xin nhá. Và nó đánh nó rất là chắc kèo, nó rất là chắc tay ấy. Tức là nó không phải cái kiểu là nhiều thằng là nó eco xong rồi nó dí thẳng lên 10, nó vứt mấy cái con Witcher vào với mấy con Assassin vào đâu, để đủ 6 Assassin 4 Witcher đâu. Đấy mà nó chuyển, tức là nó rất khéo léo rồi nó đánh qua cái bộ 9 xin trước, nó roll 3 sao đã, rồi late game nó lên được 10 nó mới chuyển. Anh em thấy không? Đánh rất khôn luôn. Đánh rất khôn luôn nhá. Đấy, máu vẫn giữ được rất nhiều. Đấy, đánh nó rất chuẩn bài luôn. Đúng top server khác. Ai cũng đánh rất hay. Đánh nó là giữ máu là số 1. Không có một thằng nào nó eco luôn. Anh em cứ để ý mà xem. Trừ những cái trận đấu mà có hai con eco ra mà cho đầu game ấy. Còn nếu mà không có con hai con eco là họ sẽ bỏ bài và họ đánh luôn ấy. Chứ họ không bỏ trắng bàn đâu. Bỏ trắng là cực kỳ nguy hiểm. Máu tụt nhanh lắm. Nhất là ở trong những cái trận đấu nó có tính chất là tốc độ nó cao như thế này, thì cái việc đẩy nhanh nó sẽ tốc độ trận đấu nó sẽ rất nhanh. Khi mà người chơi họ đều form bài sớm và họ đều form những cái đội hình mà có tốc độ đẩy rất cao. Đấy, bài to, đẩy nhanh. Chính vì thế là nếu mà bỏ trắng bàn thì sẽ ra đi rất sớm. Anh em thấy là bây giờ là một thằng Hunter sắp đi rồi. Đấy, Hunter mà chơi ở trong cái rank này thì không ăn được đâu anh em ạ. Chơi 9 Hunter ấy, vào cái rank này là chắc chắn là toang. Thế nên là tôi không bao giờ tôi chọn chơi 9 Hunter ở trong rank này. Thường là chọn những cái bài nào mà nó phải thực sự là nó khỏe anh em ạ. Phải, chúng ta phải chọn cái bài khỏe cái đã. Ví dụ như 9 Aegis là một trong cái bài rất khỏe. Shaman này thực ra nó không phải là cái bài khỏe ở trong cái meta đâu anh em ạ. Nó chỉ là cái bài counter và Aegis thôi. Thế nên là thằng này nó chọn, nhưng mà đấy anh em thấy không? Nó chọn cái bài Shaman nhưng mà nó bị đấm bởi những cái nhà khác. Sắp đi rồi anh em ạ. Còn tôi thì tôi cũng không có khả năng kháng phép thì tôi thua thôi. Chứ còn nếu mà tí nữa tôi có cái cầu vực thẳm thì tôi cứ đấm chắc chắn là ba máu này là đi. Ba máu này thì không trụ nổi đâu. Gặp Sin là đi thôi. Gặp Assassin là chắc chắn là bay màu. Đấy, còn lên nhớ là Assassin nó lên được 10 rồi nhá. Và lên được 10 thì nó chuyển sang Witcher rồi đấy. Đấy, Assassin ốc 3 lên được 10 có Witcher rồi thì thôi. Các cậu xác định luôn. Bây giờ sẽ là cái nhà dễ thắng, nó sẽ là vô địch. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là 9 Aegis tầm này nó đang là chùm. 9 Aegis 3 Hunter đánh ở level 9 nó đang là chùm rồi. Rất là nguy hiểm. Đấy, mà cái thằng dễ thắng này tôi không hiểu sao nó cứ sang cái soi tôi anh em ạ. Có vẻ như là nó đang thấy tôi là một cái thằng có vẻ đối thủ khó nhằn, đúng không? Chúng ta phải vui lên, bởi vì đối thủ đang đánh giá chúng ta rất cao. Phải sang soi liên tục để counter. Anh em thấy không? Sang soi liên tục để xếp bài counter đấy. Để bắt cái con gì đấy. Đang nhắm là bắt cái con gì của tôi đây. Cũng chưa biết là bắt cái con gì. Đang nhắm là thịt tôi đấy. Đây rồi. Còn 9 Hunter. Đây là 9 Hunter. Rồi xong, úp lồng, thế là đi. Chắc chắn là đi rồi. Chắc chắn là đi rồi. 12 máu. 9 Hunter là cái người ra đi tiếp theo. Ok. Và vứt cho tôi cái lùn, một trong cái món đồ không dùng được. Rồi vậy là chúng ta hết những cái đối thủ dễ nhằn ở đấy anh em. Bắt đầu từ round sau rồi chúng ta sẽ gặp toàn những cái đối thủ khó nhằn thôi. Chúng ta hết đối thủ nhẹ ký rồi anh em nhá. Bắt đầu là sẽ là bị đẩy nhiều máu đấy. Đấy, thằng dễ thắng gặp Assassin bay mất cái chuỗi rồi kìa. Còn cái thằng Assassin nó đã có chuỗi. Anh em thấy không? Đấy, Assassin là có ốc 3 nhá. Ốc 3 đánh 9 Assassin giữ máu lên được 10. Bắt đầu chuyển về Assassin Witcher đấy. Vẫn còn 30 tiền và đang có chuỗi cộng 5 rồi kìa. Khỏe chưa? Quá căng thẳng luôn.
Tầm này chắc chắn là tôi gặp và tôi thua thôi. Vấn đề là mất bao nhiêu máu thôi anh em ạ. Và anh em thấy là tôi giữ máu cực tốt luôn đúng không? Vẫn còn 71 máu để coi như là xả máu đấy. Tôi đang tích tiền mà, tôi đang tích 50 tiền anh em ạ. Đấy, gặp lại này, lần này thì mày chết. Lần này mày chết, tao là cố tình tao chuyển sang bên này tao thịt mày rồi. Lần này thì mày chết. Làm sao, xong chưa anh em? Cái này xong chưa? Xong chưa? Chuyển sang Saman để đấm Aegis nhưng mà cuối cùng gặp tôi. Sao? Nhưng cái thằng yếu nhất đã ra đi rồi nhá. Rồi vậy là chúng ta, thậm chí là chúng ta còn chưa có cầu vực thẳm, chúng ta cũng đấm chết được cái thằng Mid Saman. Đấy. bộ Predator này khá là ổn đấy chứ, đúng không? Rồi. Chỉnh lại một chút đồ để xem nào. Cái điều đáng sợ bây giờ ấy là gặp cái thằng Assassin. Gần như là cái con, bất cứ cái con nào ấy, nó chạm vào thì cũng bay màu thôi. Tất cả những cái con ở đây bây giờ không có khả năng là sống sót sau một lần chạm của Assassin Witcher đâu. Gặp thằng này thì vẫn có cửa. Mặc dù là thua nhưng mà vẫn có thể mất ít máu. Úi dồi, úp lồng kìa. Phải hai cái lồng thì mới an toàn được, một cái lồng không ăn thua. Ôi dồi ôi. Không anh em ơi, đang lại bị đẩy nhiều. Dã man ạ, thề. Ui ôi, lại 30 máu là ít. Đúng không? 22 máu. Dã man thật sự ấy. Chờ đang này sao roll kịp đấy. Đang này không roll kịp rồi, thôi bán cái này đi nhá. Late game chắc không dùng mấy cái con này đâu anh em ạ. Late game mà. Tôi đang tính là bán cả Berserker luôn. Tôi nghĩ là sẽ bán con Berserker đi, late game không dùng đâu. Mấy cái con này late game rồi thì chỉ có 5 đô vào thôi anh em ạ. Tướng 3 đô rồi gần như là vứt đi. 4 đô thì còn xài được. 3 đô có mỗi phòng vu chơi thôi. Ok. Nói chung là nếu mà không thay đổi ở trong cái đội hình thì chúng ta sẽ không ăn được Exorcist đâu. Đây rồi. Sẽ phải có những cái con tướng 4 đô. Ba đô tầm này là sẽ phải lên 3 sao anh em nhé. Chứ còn 2 sao thì không ăn thua. Lấy gậy như ý thôi anh em ạ. Đánh với 9 phe giờ thì phải lấy gậy như ý. Ok, chúng ta sẽ đổi một cái món đồ cam tiếp theo nè. Bất diệt. Lấy cái món này nhây thôi anh em ạ. Bây giờ nhây thôi. Cái thằng 9 Feather nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa 9 Assassin và 9 Feather anh em nhé. Nó sẽ chuyển qua chuyển lại thôi. Nên là chúng ta bắt buộc phải có gậy như ý đấy. Nếu mà không có gậy như ý tí nữa nó gặp chúng ta nó sẽ chuyển sang 9 Feather thì không ăn được đâu. Nếu mà lấy cái gậy như ý chắc chắn là nó sẽ từ bỏ bộ 9 Feather luôn. Đấy, tôi nói luôn là tôi lấy cái gậy như ý này để cho nó bỏ cái ý định là chơi 9 Feather đi. Coi như là xong giải quyết cái bộ 9 Feather. Đấy. À, thằng này chuyển sang Greater, tính hay luôn anh em ạ. Hay đấy, nó tính gặp tôi nó chuyển sang Greater này. Hay không? Anh em thấy không? Đối thủ khó nhằn đấy chứ. Đâu có dễ chơi đâu. Đâu có dễ chơi đâu. Đâu có dễ chơi đâu. Ui, là cũng có bất diệt. Không nhây được rồi. À đâu, thằng này là 9 xin. Chưa. Không phải anh em ạ. Sorry anh em, nhầm. 9 xin đấy. Vậy là có hai thằng 9 xin. Lên con này 2 sao cái đã này. Từ từ đã nha, từ từ đã. Nghĩ tí đã nào. Bây giờ trận đấu này là sẽ có là, thực ra là chỉ còn một thằng 9 xin thôi.
Còn cái thằng còn lại ấy, nó có cái con ốc 3, nó đã chuyển sang Sin Witcher rồi anh em ạ. Đấy, mà cái bộ Sin Witcher thì hiện tại là chúng ta không ăn được. Do cái món đồ chúng ta chưa phù hợp lắm. Chúng ta lấy nhiều giáp quá. Còn dễ thắng này có giáp thì cũng có thể là cầm hòa được. Trong những cái trường hợp như này úp lồng đẹp là có thể cầm hòa được. Đấy. Ok. Ủa chết rồi, không kịp tung trưởng. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ cầm hòa được thôi. Không không không, không hòa được. Cũng nhiều máu luôn anh em ạ. Vãi đái ạ. Thề đẩy 12 máu chứ có ít gì đâu. Chết rồi, đang đánh chuỗi thua này anh em này. Hỏng rồi. Luôn con phong vũ 3 sao luôn anh em nhá. Còn một con nữa thôi. Đây rồi. Lên 3 sao luôn. Lên 3 sao cũng chưa chắc đã gọi là chắc ăn đâu anh em ơi. Khó đấy, không dễ đâu. Phong vũ lên 3 này bây giờ vẫn chưa ăn thua. Bởi vì làm sao, chưa có hút máu cuối, vẫn chưa thể nào chiến thắng được. Vẫn phải đánh chữ thua thôi. Chả qua có cái bất diệt thì nó nhây thêm được một chút. Còn lên 3 sao thì đam đủ to để có thể clear được. Thế thôi. Chứ còn không trông mong gì việc chiến thắng đâu. Khó. Đây này, Sin Witcher này. Úp lồng ngon thì là ăn. Úp lồng ngon thì là ngon, ăn. Úp lồng ngon thì là ăn. Ốc ba, ốc ba, ốc ba, ốc ba. Ui, ốc nó đánh đau thật. Dã man. Ốc đánh đau thật đấy. Ba con mà lọt 10 máu. Ôi rồi ôi. Anh em ơi, sắp đi rồi. Đang đánh chuỗi thua này anh em này. Chết rồi, mỗi round mất 10 máu thì hai round nữa đi rồi còn gì nữa. Round này gặp sợ nhất là gặp cái thằng Exit. Gặp thằng Exit là 21 máu này là có thể đi đấy. Thôi đừng gặp Exit nha, gặp thằng 9 xin đi mà. Xin đấy. Hãy cho tôi gặp thằng 9 xin. Sợ quá anh em ơi, gặp Exit vớ vẩn 20 máu đi luôn. 9 xin thì còn đỡ. Gặp thằng 9 xin thì chắc là mất khoảng đâu đấy khoảng hơn chục máu thôi. Cố lên nào. Sống sót được round này là sau round này là chúng ta lên được 10. Rồi gặp thằng 9 xin. Đỡ được một chút anh em. Úi giời, úp lồng bên kia thì chết rồi. Tại sao mày lại cứ úp lồng cái kiểu đấy nhỉ? Hỏng rồi. Lọt 4 con cơ à? Không không không. 3 con thôi, lọt 3 con thôi. Lọt 2 con thôi, lọt 1 con thôi. Hay quá. Ơ kìa, ơ kìa, chưa chắc. Ui, không được, nó có bất diệt. Chưa thua cộng 5 rồi anh em ạ. Dã man. Căng thẳng thật sự. Căng thẳng quá luôn ý. Thề. Thằng 9 xin mạnh nhờ anh em nhờ. 9 xin Shadow 3 sao mà chuỗi cộng 7 rồi kìa. Ăn tất kìa. Còn cái thằng dễ thắng thì bây giờ cũng đang hấp hối rồi. Chỉ ăn được mỗi tôi thôi. Tôi là cái thằng thua hết. Chả ăn được thằng nào. Dã man. Chọn Greater chỉ thế thôi. Đấy, tà tà thế thôi. Let game mới mạnh. Let game đủ đồ mới mạnh anh em nhá. Bây giờ chưa có đồ thì chịu. Cái món chấn phái ở bộ này ấy, nó là cái hút máu cuối. Bởi vì cái bộ này nó không có hút máu. Thì cái món đấy nó rất là quan trọng. Tôi đã phải thay thế bằng cái việc là lấy cái chiến thánh ấy. Chứ còn hút máu cuối thì vô tư. Solo được. Mà phải có hút máu cuối. Còn không có hút máu cuối thì chúng ta chả có cửa gì solo với bọn nó cả. Khó. Cái bọn này trong lúc mà nó đánh đối thủ choáng ấy là nó hồi máu. Đấy thì cũng rất hay. Random luôn này. Giáp xoay. Thêm một cái món đồ hồi máu nữa. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa anh em nhé. Cố gắng lấy được cái hồi máu cuối. Đây rồi. Bây giờ mới thực sự là được chơi đây. Anh em ạ. Bây giờ mới thực sự là được chơi điện tử đây. Thoát rồi anh em ơi. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Thực sự sống rồi. Bây giờ roll cho là có thủ tục rồi. Trứng này, đập cho lick luôn. Dễ chết thôi anh em ạ. Dễ chết thôi. Tầm này là căng lắm rồi đấy.
Ok. Rồi. Dễ thắng. Sao? Sao? Úp lồng lên kia thì chết rồi. Hỏng rồi. Nhưng mà anh em ơi, có vẻ như ok. ăn rồi. Giết không? Hay. Được cái ban ơn luôn anh em ạ. Quá tốt. Tốt quá nhỉ. Xong rồi loại được cái đối thủ khó nhằn rồi đấy. Bây giờ còn hai thằng xin thôi. Dễ rồi. Tầm này solo với hai thằng xin. Xin Witcher thì hơi ngán một tí. Còn 9 xin thì bây giờ không sợ nữa rồi. Chúng ta giáp to, máu trâu. Có thể clear được. Đam to đủ đồ rồi, có khả năng hồi máu. Solo được rồi nhá anh em nhá. Cân rồi đấy. Đến bây giờ mới bắt đầu cân rồi đấy. Rồi, xin Witcher này. Xin Witcher thì vẫn cứ một hit một con ạ. Mày vào đây, cáo ba với chúng tôi. Cáo ba này. Đi luôn không? Chắc chắn là đi luôn không? 11 máu. Hay. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thậm chí là còn có thể là cắt chuối cho thằng kia ấy. 9 xin thì bây giờ tôi có thể ăn được rồi. Bây giờ đổi thêm một món đồ cam nữa không nhỉ? Bây giờ đồ cam thì còn cái gì? Còn cái búa sét. Còn cái búa sét nữa. Ok, đổi nốt cái món đồ cam. Cướp điên cũng được. Không có búa sét thì ta lấy cướp điên tăng đam. Crit. Bây giờ thì chúng ta khác gì con tướng của nó đâu. Con Shadow kia thì nó cũng thế thôi mà. Nó cũng là tỷ lệ crit thì chúng ta có tỷ lệ crit tiêu diệt đối thủ. Ok, bây giờ là nó hòa kèo đấy. Và đối thủ cũng chuyển sang Greater luôn anh em ạ. Vậy là đối thủ cũng chuyển sang Greater để chơi với tôi luôn. Không chơi xin nữa rồi. Nhưng mà bạn ơi, bạn thì khác gì Greater fake. Greater chuyển cuối game và đánh với Greater hàng grill. Thôi xong rồi bạn ạ. Ây à, cũng có cố gắng đấy. Nhưng mà bạn ơi, Bây giờ solo kiểu gì? Greater hàng grill cực kỳ khỏe luôn. Thằng này sao nó lại có thể suy nghĩ là nó chuyển sang Greater để counter vào Greater nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Chả nhẽ không còn cái bộ nào có thể ăn được hay sao? Tầm này late game mà không còn cái bộ nào có thể ăn được nữa rồi. Chuyển sang chơi hẳn Greater kết hợp với Shadow để đập nhau với Greater kết hợp với Phong Vũ. Thì tôi cũng nói luôn là Greater kết hợp với Phong Vũ nó là mạnh nhất ở trong trò này rồi. Làm gì có cái cửa nào ăn được đâu. Shadow mà trong cái bộ này thì vứt đi. Shadow ở trong cái bộ, một là 9 Sin, hai là 6 Glacier. Thì con đấy nó mới mạnh được. Nhưng mà trận này sẽ kéo dài lâu ấy. Đối thủ có nhiều máu ấy. Mỗi đào lọt một tí thôi. Ừ kìa bạn ơi, rao này có vẻ mất nhiều máu. Rao này có vẻ mất nhiều máu. Lọt 4 con này. 13 máu. Vậy là phải rao 42. Rao 42 mới kết thúc trận đấu này rồi anh em ạ. Nhưng mà anh em có biết gì không? Đấy chính là tôi đã được lên queen rồi đấy anh em ạ. Đến cái thời điểm này là chắc chắn rồi. Chỉ còn là thủ tục thôi. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Tí nữa tôi sẽ ra rồi check luôn nhá. Để xem là chúng ta sẽ được top mấy. Chúng ta sẽ được top mấy thế giới này. Rồi sẽ được top mấy Việt Nam. Cũng phải xin chia sẻ với anh em là cái việc quá trình leo top ấy. Là cũng có một cái đối thủ cũng khá là khó nhằn. Tôi cũng gặp suốt ở trong game. Cũng đang coi như là cuộc đua lên cái vị trí top 1 Việt Nam với tôi. Đấy, cái số điểm của hai người ấy, nó chỉ khoảng cách, nó chỉ khoảng cỡ đâu đấy, khoảng trên dưới chục điểm thôi. Nó rất ít, bám sát đít nhau. Đấy, hai ông bám sát đít nhau luôn. Chỉ là ai may mắn hơn ở trong cái trận đấu gặp những cái đối thủ nó dễ nhằn hơn, hoặc là gặp những cái trận đấu mà bài ra nó thuận hơn thôi, thì vươn lên được. Đó. Rồi. Trận này thì chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng rồi anh em nhé. Không thua được đâu. Không thể thua được nữa rồi.
Không, con này không được, con này vướng. Tôi định cho vào để counter assassin nhưng mà không không được. Bị vướng mất cái bộ mục sư. Ok, thôi là kết thúc trận đấu đi. 17 máu đi luôn đi bạn ơi. Thằng này cho tôi đi luôn đi để tôi ra, tôi háo hức lắm rồi anh em ạ. Trận đấu này chắc chắn nó đã có kết quả rồi nha anh em nhá. Thắng là cái chắc chắn rồi. Không thể thua đâu. Tao này sợ chưa kết thúc được. Tầm này chưa kết thúc được. Chắc phải thêm round nữa. Mà sao đâu này nó cũng khỏe đấy. Nhưng mà tôi rất tiếc là tôi nó đã là gọi là tối thượng rồi anh em ạ. Tôi lên tối thượng rồi. Thôi run lốt nhá anh em nhá. Run lốt. Ra là con gì ra. À, hai con cá lông à? Được. Cho hai con cá lông 2 sao vào đó. Ok. Xong rồi. Trò chơi kết thúc được chưa? Có cố gắng bạn ơi. Hai con cá lông nó xả đạn vào mặt. Trừ âm giáp luôn rồi còn gì nữa. Úi rồi, đạp một phát bay màu luôn anh em ạ. Đầy máu bay màu. Quả cuối cùng thì chắc cỡ đâu đấy khoảng âm 50 giáp. À, cuối cùng tôi đã làm được rồi anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta check nhá anh em nhá. Để xem là chúng ta được bao nhiêu điểm nào. Top 7. Cộng 45 điểm lên top 7 luôn anh em ạ. Top 7 này là top 7 thế giới anh em nhá. Hậu top 7 thế giới rồi. Bây giờ tôi để tôi check xem liệu rằng tôi có được top 1 Việt Nam không. Hay là tôi đã bị xoắn top 1 Việt Nam rồi. Đấy, trong cái quá trình mà tôi đang chơi này là cũng có một người đang đua với tôi nha anh em nhá. Để xem nào. Đấy, top 7 thế giới này, sang quốc gia này. Úi dồi anh em ơi, tôi lên top 1 luôn. 39 điểm. King Slow ngay sát lút luôn. 21 điểm Queen anh em ạ. Còn cái người thứ ba thì còn cách rất xa anh em nhá. Phải 300 điểm để mới lên được Queen cơ. Đấy, nên là cái người thứ ba với cái tình trạng là mỗi cái trận đấu ấy nó cộng khoảng 12 đến 17 điểm thì tôi nghĩ là cũng phải 1-2 ngày nữa thì mới đuổi kịp được. Rồi. Vậy là kể từ ngày hôm nay là tôi đã đạt được cái mục tiêu rồi. Nên là tôi sẽ không chơi game nữa anh em nhá. Anh em sẽ không còn gặp tôi ở trong game nữa đâu. Dã man. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Vào lời con thời gian anh em có thể chọn hai video clip ở màn hình kết thúc. Đó đều là những cái video tôi chơi ở top server anh em nhá. Top server đầu mùa cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!